Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử tối tân Liba của Nga. Tổ hợp tác chiến điện tử tối tân Liba đã được Nga sử dụng trên nhiều chiến trường trong vai trò hỗ trợ hỏa lực pháo binh. Nó sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật rất ưu việt. Mới đây, quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy một hệ thống này. Theo giới thiệu, tổ hợp Liba bao gồm thiết bị lắp trên một xe tải Kamaz và 2 đến 3 máy bay không người lái với kíp điều khiển 4 người. Hệ thống này chuyên về mạng GSM, có thể xác định chính xác các mục tiêu thông qua UAV Orlan-10. Máy bay không người lái trinh sát hạng nhẹ Orlan-10 dùng cho tổ hợp Liba có tầm hoạt động 120 km, thời gian làm việc trên không 10 giờ, trần bay 5 km, tốc độ tối đa 150 km/h, vận tốc hành trình 80 km/h. Chiếc Orlan-10 có thể mang nhiều loại khí tài khác nhau, tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể mà nó có thể thực hiện các hành động, bao gồm ngăn chặn liên lạc di động, mô phỏng hoạt động của một trạm gốc di động trong phạm vi GSM 900, 1800, 2000, 2500 và gửi tin nhắn giả, phát hiện điện thoại, máy tính bảng. Tiến hành trinh sát, vẽ sơ đồ vị trí các điểm thuê bao trên bản đồ số, truyền dữ liệu về các vị trí các điểm thuê bao cho các khẩu đội pháo binh để xạ kích. Nga đã tiến hành thử nghiệm tổ hợp RB-341V Liba trong điều kiện chiến đấu tại Syria và Karabakh, nơi nó khẳng định được đầy đủ các đặc tính của mình. Tổ hợp RB-341V Liba được thiết kế không chỉ cho tác chiến điện tử mà đảm nhiệm cả vai trò tình báo điện tử. Ngoài ra, các UAV bố trí trên đảo có thể được sử dụng kết hợp với những khí tài trinh sát mặt đất. Ngay cả quân đội Mỹ cũng không có phương tiện tác chiến và trinh sát điện tử lợi hại như vậy, khi chúng thậm chí có thể ghi lại tín hiệu từ điện thoại di động, ngay lập tức tiến hành chỉ thị mục tiêu. Tổ hợp tác chiến điện tử này của Nga có thể làm gián đoạn hoạt động của các mạng di động tiên tiến với mức độ bảo vệ cao. Ngay cả những hệ thống thông tin liên lạc mới nhất của Nhật Bản cũng gặp rủi ro. Chỉ quân đội Nga mới sở hữu khí tài như vậy. Với đặc tính ưu việt thì có thể dự đoán giá thành của một tổ hợp Liba không hề rẻ, bởi vậy tổn thất trên chiến trường Ukraine là điều rất đáng tiếc đối với quân đội Nga. Vấn đề gây thắc mắc hiện tại chỉ là toàn bộ hệ thống Liba đã bị phá hủy hay chỉ một vài thành phần mà thôi.